Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của OneWay. Từ xưa đến nay, khi nhắc đến Apple, chúng ta thường nhắc đến cái gì ạ? Đúng rồi, chúng ta thường nhắc đến những lần Apple hút máu người dùng. Apple luôn biết cách khai thác túi tiền của người dùng bằng cách tạo ra những sản phẩm vô cùng thu hút và khiến cho người dùng phải bỏ ra tiền túi của mình để sở hữu nó. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng hợp xem những lần mà Apple hút máu người dùng và để xem sản phẩm nào trong danh sách dưới đây khiến cho các bạn phải ối giời ôi ra nước mắt. Ok, bắt đầu video thôi. Trước khi bắt đầu thì mình xin thông báo một chút, đó là nếu như các bạn đang quan tâm về những mẫu iPhone, iPad, MacBook hoặc bất kỳ món đồ nào của Apple với mức giá hợp lý thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào đường link bên dưới mình đã để thẳng đến website của OneWay để có thể sở hữu cho mình những sản phẩm với mức giá tốt nhất nhé. Ok, và sản phẩm đầu tiên mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay, nó không phải là iPhone, nó cũng không phải là MacBook, hay cũng không phải là bất kỳ một sản phẩm đồ công nghệ nào của Apple, mà nó là một quyển sách. Mà quyển sách này quy ra tiền Việt Nam, nó có mức giá khoảng 7 triệu đồng. Các bạn không nghe nhầm đâu, 7 triệu đồng đấy. Thế thì khi mình nói đến đây, nhiều người đang thắc mắc xem quyển sách này nó có gì đắt đến thế? Có phải nó chứa bí kíp làm giàu của Apple không? Câu trả lời là không. Thậm chí quyển sách này nó không hề có một cái chữ gì cả, nó chỉ có hình thôi. Cụ thể thì đây là quyển sách, bên trong nó sẽ chứa toàn bộ hình ảnh của tất cả những sản phẩm được Apple tạo ra xuyên suốt 20 năm, từ năm 1998 cho đến năm 2015. Đây có thể nói là một cuốn sách được Apple tạo ra vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, gồm 300 trang và với mức giá là 300 đô. Vậy tức là mỗi một trang nó có giá 1 đô à? Và xem đến đây thì rất là nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc rằng tặng quyển sách này nó có gì mà nó đắt đến như thế? Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thứ nhất, đây là đồ của Apple. Và cái thứ hai, đấy chính là quyển sách này nó có chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt. Nếu các bạn mà muốn xem quyển sách này mà không muốn bỏ tiền ra thì các bạn hoàn toàn có thể lên YouTube và xem một clip của một YouTuber có tên là Apple Explain. Trong này anh ta đã mua quyển sách này về và sau đó anh ta đã dở từng trang một cho các bạn xem, và nó tỉ mỉ đến cái mức độ là nó sẽ cho chúng ta biết bên trong cái iPhone của các bạn, bên trong cái MacBook của các bạn, linh phụ kiện như thế nào, được sắp xếp ra làm sao. Ở Việt Nam thì có bạn nào đã mua quyển sách này chưa nhỉ? Mình thì mình không biết, nhưng ở thị trường nước ngoài cũng đã từng có rất nhiều người mua quyển sách này. Thậm chí người ta còn mua 2 hoặc thậm chí 3 quyển cơ. Và người đó là ai thì mình sẽ để cho các bạn tự tìm hiểu ở trên YouTube nhé. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay, đấy chính là chiếc AirPods Max, chiếc tai nghe mới nhất của Apple được ra mắt trong khoảng một vài năm trở lại đây thôi. Thực ra thì mình cũng đã từng trải nghiệm chiếc tai nghe này rồi và mình khá thích cái cách mà Apple điều chỉnh cái kích thước của cái chiếc tai nghe này. Ví dụ nhá, mình sử dụng cái chiếc tai nghe Sony của mình thì khi mà mình muốn điều chỉnh kích thước tai thì mình sẽ phải kéo lên kéo xuống và nó sẽ tạo ra những cái khớp. Nhưng với AirPods Max thì nó rất trơn tru và nó hoàn toàn là vô cùng chắc chắn. Thế nhưng điểm trừ duy nhất của chiếc tai nghe này đó chính là nó rất nặng. Nó được làm từ nhôm nguyên khối, thế nên nó vô cùng nặng. Đeo một lúc là các bạn sẽ cảm thấy rất mỏi và nặng đầu. Không chỉ nặng về trọng lượng mà chiếc tai nghe này nó còn nặng về mức giá nữa. Mức giá của nó hiện tại đang được bán tại Apple Store là 549 đô. Quy ra tiền Việt đó là 14 triệu. What? 14 triệu cho một chiếc tai nghe. Thật không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Chính chúng tôi cũng không thể tin nổi. Ok, sản phẩm thứ ba mình muốn đem đến cho các bạn trong video ngày hôm nay, nó là cái này. À đâu, không phải cái chìa khóa, nó là cái này cơ. Đúng rồi, đây chính là Apple AirTag. Nhìn vào mức giá của Apple AirTag thì các bạn sẽ nghĩ rằng là ủa, nó có gì mà đắt? Với khoảng 700k cho một cái thì có gì là đắt nhở? Nếu so với những sản phẩm khác của Apple thì mức giá này là rẻ chứ. Thế nhưng không, về cơ bản AirTag nó là một thiết bị giúp chúng ta có thể theo dõi được các thiết bị, ví dụ như là chìa khóa ở đâu, ba lô ở chỗ nào, hay là các bạn treo vào thú cưng. Với mức giá đó thì mình đánh giá là cũng chỉ bình thường thôi. Thế nhưng cho đến khi các bạn mua phụ kiện của nó, các bạn sẽ phải bỏ ra tầm khoảng 700k cho một cái móc bằng cao su.
hoặc các bạn thích da thì có thể mua phiên bản dây da với mức giá tầm 800-900k cũng có luôn. Thế thì mua phụ kiện cho AirTag nó lại còn đắt hơn cả một cái AirTag à? Apple thậm chí còn làm thêm một phiên bản đặc biệt kết hợp với Hermes và cho ra một cái móc da với mức giá lên tới 10 triệu đồng. Wow! Một cái móc da cho một cái AirTag 10 triệu đồng các bạn ạ. Các bạn có bỏ tiền ra mua không? Thế nhưng nhá, bật mí cho các bạn, đấy chính là thời điểm hiện tại các bạn hoàn toàn có thể mua được những cái móc treo của AirTag rất là nhiều ở trên các trang thương mại điện tử. Và điển hình ở đây đấy chính là Shopee. Các bạn lên Shopee search là móc khóa AirTag rất nhiều luôn, từ cao su, từ da, từ vải, cái gì cũng có. Và mức giá cực kỳ bèo luôn. Lên Shopee mà mua nhá, chứ mua chính hãng của Apple thì đúng điên luôn các bạn. Ok, tiếp theo một sản phẩm nữa cũng hút máu không kém của Apple, đấy chính là Apple Watch. Ủa? Apple Watch thì có gì hút máu nhỉ? Mình không muốn nói đến Apple Watch bình thường, mà mình muốn nói ở đây là Apple Watch với phiên bản hơi mệt cơ. Ngoài những phiên bản khá đắt của Apple, ví dụ như bản thép, bản gốm, vân vân, thì Apple cũng đã collab với hãng thời trang nổi tiếng của Pháp, Hermès, để cho ra những chiếc Apple Watch đặc biệt này từ khá lâu. Và tất nhiên, chiếc Apple Watch này cũng được gia công một cách tỉ mỉ hơn. Toàn bộ đồng hồ được làm bằng thép không gỉ và kết hợp với mặt kính sapphire cho độ bền cực kỳ cao. Ngoài ra thì phiên bản này nó cũng sở hữu một mặt đồng hồ riêng dành cho phiên bản Hermès và bất kỳ phiên bản thường nào cũng không có. Và đương nhiên, mức giá của nó không hề dễ chịu một chút nào. Bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 1.200 đô cho một chiếc Apple Watch phiên bản Hermès. Thế nhưng, phiên bản này nếu so sánh với một phiên bản Ultimate khác mà Apple đã từng ra mắt thì nó chỉ là con muỗi thôi các bạn ạ. Và phiên bản này mình muốn nhắc đến đấy chính là phiên bản Apple Watch Gold Edition. Phiên bản này nó cũng rất đặc biệt khi toàn bộ máy đều được mạ vàng 18K và mặt kính sapphire chống trầy xước. Và mức giá của nó khá là hợp lý, khoảng 17.000 đô cho một cái. Khá hợp lý đúng không? Đến với sản phẩm cuối cùng mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay, đó chính là đây. Đúng rồi, đó chính là chân đế 1.000 đô của Apple, hay Apple còn gọi đến là Apple Pro Stand. Thế thì cái chân đế này nó làm bằng cái gì mà nó tận 1.000 đô nhỉ? Nhiều người nghĩ nó được làm bằng titan, thậm chí bằng vàng, bla bla. Thực chất thì nó chỉ được làm bằng nhôm bình thường thôi. Thậm chí cái chân 1.000 đô này nó còn không thể có nhiều tư thế điều chỉnh màn hình giống như những cái arm khác trên thị trường. Và tất nhiên nó đã có một loạt ảnh chế ở trên mạng về cái chân đế 1.000 đô này. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, để các bạn có thể mua được cái chân đế 1.000 đô này thì các bạn sẽ phải bắt buộc mua cả combo bao gồm Mac Pro cộng màn hình cộng chân đế cộng bánh xe. Và tổng cộng các bạn phải bỏ ra cho combo này theo như trang The Verge đã tính là 49.549 đô, quy ra tiền Việt là 1 tỷ 152 triệu đồng Việt Nam đồng. Wow, nóng quá các bạn ạ. Nếu mà thực sự thì các bạn có 1,1 tỷ thì không biết là các bạn có mua cái combo này không nhỉ? Với mình là mình mua đấy. Thôi đùa đấy, đắt bỏ sư. Nếu mà có 1,1 tỷ thì chắc chắn là mình sẽ mua một cái ô tô đi cho nó sướng, hoặc là một cái căn nhà. Chứ mình cũng chả đâu hơi ra đâu để mua một cái bộ máy tính thậm chí 1,1 tỷ để làm gì cả. Tất nhiên, người giàu người ta sẽ có suy nghĩ rất là khác so với chúng ta. Biết đâu đấy, vài năm nữa mình giàu, mình lại có một cái số tiền như vậy thì mình lại có cái suy nghĩ giống họ thì sao? Không biết đâu một lần được các bạn ạ. Nhưng để nói thẳng ra thì với con số 1,1 tỷ này cũng là một con số có thể nói là xa xỉ đối với tất cả người dùng, kể cả những ai là fan trung thành của Apple cũng khó có thể đú được với lại bộ combo này. Và trên đây mình đã tổng hợp cho các bạn về tất cả những lần mà Apple đã hút máu cạn kiệt người dùng. Và mình tin chắc rằng mặc dù có giá cắt cổ như vậy, thế nhưng những ai đã là fan ruột của Apple rồi thì dù có đắt bao nhiêu họ cũng sẵn sàng bỏ ra để mua, vì thực sự Apple đã rất thành công khi xây dựng tình yêu của khách hàng và có một lượng fan trung thành đông đảo. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn còn thấy rằng mình liệt kê sót sản phẩm nào nữa hay không? Hãy để lại comment ở phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube channel của OneWay. Bấm vào nút chuông bên cạnh để có thể nhận được những thông báo thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!